Thưa mẹ, con đi đây. Mẹ hãy giữ gìn sức khỏe. Thưa bà, con đi đây. Dạ con không định quay về nữa sao? Con là đứa con tâm huyết của cha. Con thật sự phải đi sao? Làm sao con có thể làm như vậy được chứ? Con đúng là đứa con hư hỏng mà. Làm sao chúng tôi có thể sống thiếu con Con xin lỗi thưa mẹ. được? Được rồi, đứa con hư hỏng. Ta thua rồi, ta thua con rồi. Mình ra mà. Làm sao tôi có thể thắng được con? Mẹ không thể sống mà không có đứa con trai quý giá của mẹ được. Ê, trời ơi, trời ơi, đừng đừng khóc nữa, đừng khóc nữa mà. Đưa cô ấy tới đây, đưa cô ấy tới đây. Mẹ à, đưa cô ấy tới đây. Con là đứa con hư mà. Con nó là một đứa con hư, thật sự là một đứa hư. Em phải đánh nó thật mạnh vào, con hư phải bị đánh. Không phải hôm nay cậu sẽ đi sao? Cháu có chuyện muốn thưa với ông. Mẹ cháu đã nói cháu có thể đưa cô ấy tới nhà cháu. Chuyện này là sao, giám đốc Lý? Nghĩa là mẹ cậu đã cho phép cậu kết hôn với đàn anh sao? Dạ. Đây đúng là một tín hiệu tốt lành khi biết tin này. Chúng ta phải ra ngoài thôi, không phải chào khách nữa. Tần Lạng Đơn. Tần Lạng Đơn. Sao em lại khóc chưa? Vì em vui.
Em vui vì hai đứa con trai của chúng ta đã kết hôn với những cô dâu xinh đẹp. Và Đăng Anh sẽ không còn phải khóc nữa. Em thiệt là hậu đậu. Làm sao mà em có thể vấp té ngay tại buổi lễ khi mà em với anh đang chào nhau vậy được chứ? Đừng có nói nữa mà, anh nghĩ làm cố ý chứ. Anh chỉ lo cho em thôi. Anh lo không biết là em có thể trở thành một cô con dâu được hay không đây nữa. Đừng có chỉ cố ý nữa mà. Thái độ của ấy cứ như là trẻ con vậy. Nè, thiệt là. Dạ, thưa cô Mai Sơn. Em gọi như vậy đó sao? Mình à, anh nhờ em một việc. Em hãy cẩn thận hơn nha em yêu. Anh ấy gọi mình ơi chị. Chị đang bụng quá. Đó, anh thấy chưa? Đúng là cái thái độ đó đó. Có phải em muốn bị anh đòi trước khi chúng ta tới nơi không? Anh chồng à. Ừ, em dâu. Anh muốn xem anh ấy bị đòn không? Nè, em muốn đưa tân lang của em xuống địa ngục thật hả? Mai Sơn à, Mai Sơn. Em có thể ăn một cách lịch sự hơn trước mặt anh chồng không? Cũng sao đâu em dâu. Nhìn cô ăn như vậy rất là hay. Em bị căng thẳng quá từ sáng đến giờ, không ăn gì hết đó. Ăn nhiều chút đi. Gì? Nhìn anh trai anh làm gì kìa. Em có thể ăn một mình mà không gấp cho anh miếng nào đó còn gì. Sao anh cứ nói với em như vậy chứ? Cô à, cô có thể đưa chú ấy ra ngoài và dạy cho chú ấy một bài học không? Nếu em được làm như vậy thì em sẽ thấy rất tuyệt. Em nên may mắn của em hả? Sao cứ như vậy chứ? Trời ơi, thiệt là ghê quá đi. Giám đốc Lý, gần tới giờ cơm rồi cậu không về sao? Gần tới giờ cơm rồi, mẹ không cho con ăn sao? Chúng tôi không muốn cho cậu ăn vì chúng tôi vẫn còn thấy bị xúc phạm đó. Chúng tôi chỉ có thể dọn dẹp sau khi đã đãi khách. Gia đình chúng tôi sẽ ăn, tắm rửa và đi ngủ. Mẹ, con không phải là người trong gia đình sao? Tôi nghĩ là vẫn chưa tới ngày cưới mà, đúng không? Vậy cậu tôi thì sao? Không sao, cô ấy chỉ làm cho con trẻ có thêm một chút thời gian thử thách thôi. Để cho cậu ấy một mình đi. Hãy để cậu ấy được chúc mừng một chút với sự đồng ý của mẹ cậu ấy. Hãy để cậu ấy ở lại đi. Đây là lần đầu tiên ta chơi một ván cờ thú vị đó. Cậu học chơi cờ từ khi nào vậy? Cháu không có nhiều thời gian khi còn học đại học. Cháu tự học qua sách ạ. Với một người tự học thì cậu quả là có năng khiếu đó. Dạ, cảm ơn ông. Chúng ta cần phải dọn thêm bàn ăn cho giám đốc Lý và đồng nghiệp của cô nữa. Chúng tôi đang làm đây. Thằng nhóc đó chắc là vui lắm khi được mời ăn một bữa miễn phí. Trời,
Sao lại gọi cậu ấy là thằng nhóc khi chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ? Chuyện gì xảy ra được? Cô không biết trước được chuyện gì đâu. Bà ơi, đừng làm cho cháu phải nói ra những điều tệ hại nhất trong ngày vui thế này. Nhưng mà họ đang nói chuyện gì trong đó vậy chứ? Ba cháu và giám đốc Lý đang chơi cờ. Chắc là chủ tịch vui lắm. Ông ấy luôn cảm thấy cô đơn ở trong căn nhà này vì không có ai biết chơi cờ cả. Ồ, anh trai tôi luôn luôn thắng mà. Làm sao giám đốc Lý chơi lại chứ? Đám cưới xong rồi thì phải về chứ. Sao tới giờ này vẫn chưa thấy nó vậy? Chừng nào nó muốn về thì nó về thôi. Lẽ ra là nó đã đi Mỹ rồi. Cứ để nó xả stress đi. Hóa ra là cô giáo Ha cũng không phải là người tinh ý gì hết á. Sao lại nói vậy? Nếu như biết suy nghĩ, lẽ ra vừa xong đám cưới cô ta phải biết khuyên bảo thật can xớp, về sớm cho mẹ vui. Đâu phải cô ta không biết là tôi đồng ý cho đám cưới với tâm trạng nào đâu chứ. Giờ tụi nó còn chưa cưới mà tôi đã mất con trai mình rồi đó. Chị dâu về nhà này coi như chết chắc rồi hả Dù? Chị có giỏi nói bậy không? Đã trở thành người nhà này rồi là mọi chuyện lại tốt cây thôi mà. Cứ chóng mắt lên coi. Thật uổng công dụng coi phim truyền hình chứ nhiều. Vậy mà không biết tâm lý xã hội gì hết trơn. Ôi, phải có sự xung đột mẹ chồng nàng dâu thì tỷ lệ xem đài mới cao. Coi phim đi. Trên đời này cái gì cũng có lý do hết chứ. Tiếp tục coi đi, nói nhiều quá. Tôi xin phép về. Đợi xong ván cờ rồi về luôn. Nhưng mà sao chờ hoài không thấy xong nữa. Thôi cậu cứ về đi. Dạ tôi về đây. Sao lâu vậy? Thường thì chỉ vài nước cờ là đối thủ đã thua rồi mà. Ba, hôm nay ba dừng lại đây được không? Vậy con đi nghỉ đi. Chúng ta nên chơi cho tới khi tìm được người thắng chứ. Dạ thưa ông. Cậu có mệt không? Dạ không ạ. Anh à, dừng lại được rồi đó. Phải để giám đốc Lý về nhà nữa chứ. Con muốn về không? Chắc chắn là không. Một ngày dài như vậy mà anh không mệt hay sao? Ta vẫn khỏe. Giám đốc Lý, anh trai tôi chơi lúc nào cũng thắng hết đó. Cho nên cậu có thể thua một cách thích hợp không? Em vừa nói cái gì vậy? Giả vờ thua là sao? Xin ông đừng lo. Khi cháu thi đấu thì cháu không quan tâm đến tuổi tác hay địa vị. Thậm chí có muốn giả vờ thua, cháu cũng không thể làm như vậy ạ. Ta thích điều đó cậu. Con à? Ừ. Ngày cháu sợ chú ấy quá. Sao? Khi chú ấy chơi cờ, có cái gì như là tia lửa trong mắt chú ấy vậy đó. Chú ấy là người rất là tốt bụng đó. Con ơi, sau khi con kết hôn, con đừng bao giờ chơi cờ với chú ấy nha. Được rồi, cũng may là con không biết chơi cờ. Anh về à? Không, ván cờ chưa kết thúc. Anh đi vệ sinh thôi. Anh định chơi bao lâu nữa? Cần phải có một người thắng chứ. Anh hãy mau tìm cách thua đi. Em nghĩ anh sẽ làm sao? Sao lại không thể? Nếu anh cố ý để thua, ông sẽ biết ngay đó. Như vậy không được đâu. Cho nên anh phải cẩn thận đó. Anh không làm như vậy được. Anh thật là... Ngay cả một tên thợ săn cũng còn biết khi nào nên quay trở lại. Có gì tốt nếu anh đánh bại được ông, đến nỗi mắt anh phải tóe lửa ra như vậy chứ. Mắt của anh tóe lửa hồi nào chứ? Đông Đông đã nói như vậy đó. Nó nói chú ấy đáng sợ lắm. Thằng nhóc này, mắt của anh tóe lửa hồi nào? Mà nó dám chế giễu như vậy. Em đã nhẹ nhàng rồi đó. Kết thúc nhanh chóng và nhẹ nhàng để về đi. Nếu anh không như vậy thì... Nên không thì sao đây? Em sẽ xem lại chuyện ở khách sạn đó. Uống đi, uống đi. Em không tắm hả? Uống hết đống này đã. Còn ý nghĩa gì khi người chồng bỏ tiền ra để vào khách sạn uống rượu trong suốt kỳ trăng mật chứ? Em... Như anh... Thấy đó. Em không thể khi tỉnh mà.
Anh biết mà. Anh biết cái gì chứ? Em à, chúng ta chơi trò đối đuôi nha. Dạ. Em bắt đầu trước đi. À, thôi anh bắt đầu trước đi. Kết hôn. Hôn nhân. Nhưng lúc này chúng ta nên đi ngủ. Thật là xấu hổ quá. Dạ. Không được, không được rồi. Mặt anh đỏ hết rồi. À, anh ra ngoài để hít thở không khí một chút. Cậu đang làm gì vậy? Dạ. Cậu không biết là đi nước đó sẽ không có điểm à? Dạ, vậy sao? Cháu thật là máy móc, chỉ làm theo sách vở thôi. Nếu muốn bắt ông già đi ngủ sớm thì hãy quên điều đó đi. Một trận đấu cần phải trong sạch. Có phải vậy không ông? Cháu cũng nghĩ như vậy. Nhưng cô ấy nói ông đã mệt rồi, cháu phải nhanh thua và đi về. Với lại, cháu đã nói với cô ấy còn nổi giận với cháu nữa. Cháu xin lỗi ông. Người này cũng vậy nữa. Anh ấy sẽ trở thành một người lạ khi thi đấu. Ông không thể tìm ra người thắng cuộc tối nay. Cho nên nếu ông để cho anh ấy về và sẽ tiếp tục vào một ngày khác thì sao hả ông? Cậu mệt à? Dạ, cháu có thể chơi cho tới khi ông bảo dừng lại thì thôi ạ. Đăng Anh à? Dạ. Cháu hãy ra ngoài dập phá ít trà đi. Có những chuyện dù đã đi qua nhưng sẽ để lại một cảm giác buồn. Chuyện đó cũng thường tình thôi phải không? Em cầm gì vậy? Sao anh lại ra đi? Anh ra ngoài hóng gió một chút. Để cô dâu trong phòng một mình ra ngoài hóng gió là sao? Vậy chứ còn em? À, chắc là em điên mất thôi. Cô Manh Xuân nó không biết mắc cái gì, uống hết rượu ở trong phòng còn chưa đủ, nên một hai mắt em đi mua thêm nữa nè. Sao? Đêm đầu tiên với cô dâu trẻ chắc là hồi hộp quá để bỏ chạy hả? Còn lâu. Uống rượu nha, nó giúp anh thêm dũng khí. Thôi khỏi đi, anh chỉ hóng gió một chút cho mát rồi sẽ vào ngay thôi. Em vào trước đi, cô dâu mong đó. Ôi, không biết cô gái kỳ cục này còn bày thêm trò gì nữa đây. Mansun à, Mansun à, là anh đây. Mở cửa ra Mansun. Mansun à, Mansun à, anh nè, anh mua rượu cho em tới rồi nè. Mansun, mở cửa cho anh đi, Mansun. Anh mua rượu về rồi đây nè, Mansun. Mansun à, ủa em ngủ hả? Anh không mở cửa được hả? Phải.
Cảm ơn anh. Trời ơi, cô ta xỉn quá, ngủ luôn rồi. Chúc một đêm vui vẻ. Anh cười cái gì, kiểu này thì làm sao có được một đêm vui vẻ. Ôi trời ơi, Tê Dân với em dâu của anh thiệt lạ. Hình như hai người uống rượu nhiều lắm thì phải. Uống hết rượu trong khách sạn rồi, Tê Dân còn đi ra ngoài mua thêm nữa. Còn em dâu thì ngủ mất tiêu không mở cửa luôn. Bọn họ đúng là tức cười quá đi mất. Chắc không có vợ chồng nào đi tuần trăng mật mà quậy tưng lên giống vợ chồng của cậu ấy đâu ha. Cô anh thấy ngượng lắm sao? Ngày đến anh còn bối rối hơn cả em nữa. Thì em biết phải làm sao? Anh rất cảm ơn em. Vì em đã lấy một ông già vừa nhút nhát, vừa già như anh. Dù anh có hơi già, nhưng chính vì em thích anh nhút nhát cho nên em mới lấy anh đó chứ. Ván này chắc là cháu thắng ông rồi đó, thưa ông. Cậu thắng ta 7 ván, còn ta chỉ mới thắng cậu 6 ván, nghĩa là đang thua cậu 1 ván. Vậy thì chúng ta chơi tiếp. Đương nhiên rồi. Giám đốc Ly à? Dạ con nghe. Cũng đã gần 12 giờ rồi đó. Nhưng mà ông còn muốn chơi. Dạ thưa ba, giờ hai đứa nó vẫn chưa kết hôn, mà nhà mình giữ lại trễ như vậy, con chỉ sợ gia đình giám đốc Ly sẽ nghĩ này nọ. Hay là ba nghĩ đi, cho giám đốc Ly về nha. Con nói phải. Nếu vậy, chúng ta sẽ đình chiến. Hẹn hôm nào cậu rảnh rỗi, ta sẽ chơi một ván để phần thắng bại. Nhất định rồi thưa ông. Anh chẳng thông minh chút nào. Sao? Từ trước tới giờ em cứ nghĩ anh là một người thông minh, nhưng hôm nay anh thật sự không thông minh chút nào hết. Thậm chí không thể thua mà không bị bắt quả tang, thì làm thế nào anh có thể kinh doanh được? Đó chính là vì đầu của anh và đầu của ông giống nhau đó. Em cũng thấy rồi, dù anh đã cố gắng thua, ông vẫn nhận ra được. Vậy thì anh phải làm cho thật cẩn thận chứ. Anh phải về cho những gì anh cần là được. Dạ. Cho anh ôm một cái tạm biệt đi. Sao em phải làm như vậy? Bây giờ chắc là hai anh đang rất hạnh phúc. Anh ganh tị quá. Anh có biết xem chút nữa là anh sang Mỹ rồi không? Đó là lý do người ta nói người bước vào nhà tắm và người đi ra thì khác nhau đó. Em thật sự muốn anh đi sao? Sao vậy? Phụ nữ gì mà toàn nói chuyện đi vào phòng tắm trong khi đang ôm người yêu chứ? Thật sự là khác nhau mà. Anh thật sự phải lấy người phụ nữ kỳ cục này hay sao hả? Anh muốn gì? Anh đoán là bây giờ em đang tràn đầy tự tin. Anh là của em rồi, vậy thì em còn lo gì? Nếu mẹ sẽ chấp nhận anh, ước gì bà quyết định sớm hơn. Chúng ta có thể đi tuần trăng mật cùng với các anh. Em nghĩ bây giờ họ đang làm gì đấy? Phòng tắm, mau vào phòng tắm. Trời ơi, nhìn nè.
Em không định uống nhiều như vậy. Trời ơi. Thật là kinh quá đi. Ê, trời ơi, nóng quá. Em đã uống quá nhiều rồi đó. Cô cảm thấy tốt hơn chưa? Dạ, em nghĩ tốt hơn rồi. Cô ấy cần phải đổi tên thôi. Phải đổi tên là Ngô Mai Sơn thành Ngô Mai Sai. Được rồi đó. Dạ sao chứ? Em đã uống quá nhiều ngay đêm đầu tiên đó. Anh à, đêm đầu tiên thế nào? Còn em thì sao? Nhìn nét mặt của anh thì chắc chắn anh làm tốt lắm. Biết vậy, anh không nên đi nghỉ chung với em cho rồi. Nhưng mà anh đã lấy lại được chính mình và đi với tụi em đó. Nếu như anh đi một mình á, chắc anh chỉ ngồi trong phòng mà xấu hổ thôi, phải không? Anh của em đã thay đổi rồi, có biết không? Ồ, điều đó có nghĩa là anh đã có một đêm đầu tiên nóng bỏng rồi sao? Đây là điều nên nói với chốn đông người hay sao? Ơi, chị dâu. Anh ấy nói anh ấy và chị đã có một buổi tối thật nóng bỏng đó. Ghen tị thiệt. Mang nó cho em đi. Em không có tay hả? Anh cứ để vậy sao? Đừng có gây với anh nha. Em đã uống sai vào tối hôm qua thì em nên xem lại đi. Mang cho em nhanh lên. Nè, em với chị dâu giống nhau hay sao? Chị dâu thật sự rất nhã nhặn, còn em thì thật kinh khủng nữa. Anh muốn đặt quan tài ngay trong tường trăng mật hay sao? Nè, em cũng sao chứ? Anh cũng không biết được cái này sao? Anh đã nói với em rồi. Em cũng sao chứ? Dạ. Cũng sao thật chứ? Vậy là vui vẻ thiệt đó. Em đã làm gì với tuổi trẻ mà không tập trượt tuyết vậy? Em bận rộn làm việc đến nỗi thậm chí còn chưa bao giờ tới gần khu trượt tuyết được chưa? Trời ơi, thiệt là. Anh chẳng biết cư xử gì cả. Anh đã nói biệt danh của anh là gì chứ? Đừng có làm cho em phải cười đó. Thiệt là. Nè, đừng có giận mà. Anh sẽ dạy cho em. Được rồi, cứ mặc em. Mặc kệ em đi, được không? Nè nè, làm sao mà khi chúng ta đang hưởng tuần trăng mật mà em lại nói kể em được chứ? Ê, đặt tay của anh lên da chị dâu hay làm cái gì khác đi, sao lại đứng cứng đơ vậy chứ? Không phải đã nói có buổi tối nóng bỏng sao? Trời, sao nói lại là em trai của mình chứ? Chúng ta hãy chụp sao cho đúng tuần trăng mật chứ. Cứ chụp đi. Làm kiểu gì đó như là hôn chẳng hạn. Được chưa? Thế trời ơi, không có gì có thể cứng hơn được nữa. Thôi mà cứ chụp đi, mình còn phải chụp nữa.
ôm bên anh vào. Như vậy nè, anh có thể ôm như vậy không? Nè. Ý, thật là xấu hổ quá đi mất. Trái tim, anh làm mình trái tim đi. Được rồi. Em sẽ nghe chỉnh đó. Em gọi những tấm hình này là một trăng mật sao? Được rồi. Em sẽ nghe chỉnh đó. Một, hai. Trời ơi. Anh đang định giết Nít đó. Có 138 cái. Bên mắt trái của anh có 139 cái lông mi. Còn bên mắt phải thì có 138 cái đó. Sao em lại đếm chứ? Ngày trước, em có đọc một cuốn tiểu thuyết. Tôi biết trên mắt của người ấy có bao nhiêu sợi lông mi. Đọc xong thì em nghĩ, người phụ nữ này chắc là yêu anh ta nhiều lắm đó. Em cảm thấy như vậy. Cho nên khi em có người yêu em thật lòng, em nhất định cũng sẽ đếm. Em đã nghĩ như vậy đó. Em nhắm mắt lại đi. Anh cũng phải đếm để biết mắt của mình anh có bao nhiêu sợi lông mi. Sao? Em muốn uống nữa? Không. Thật sự hôm nay chúng ta hãy làm điều gì khác đi. Đó là lý do gì sao em đặt nghiến răng lại? Gì? Anh đã nói là chúng ta hãy có đêm đầu tiên, sao em lại nghiến răng lại? Em phải làm sao? Em buồn nôn lắm. Hà Thế Vinh. Gì? Không thể uống một ly sao? Mai Sơn. Sao? Cảm ơn vì em đã lấy một người nha. Anh cảm ơn em. Cảm ơn. Anh không sao, Hà Thế Vinh. Anh sẽ đối xử tốt với em suốt đời. Kể chẳng ra gì như Hà Thế Vinh này. Em đã cứu lấy anh. Anh thật sự cảm ơn em. Ôi trời ơi, Hà Thế Vinh đáng yêu. Em thật sự rất yêu anh đó. Thêm một lần nữa nha.
con làm gì vậy? Sao mẹ không ngủ mà lại ra ngoài này? Ngày mai con phải tới nhà giám đốc Lý. Mẹ định massage cho con một chút, không thấy con trong phòng nên mẹ ra đây. Trước khi đi đến đó, con nghĩ con nên đốt những thứ này. Cái này là cái gì? Dạ, là thư kết hôn và hình quanh Vĩnh Hà đó. Con ngốc lắm phải không mẹ? Đó là điều con cần phải làm. Con làm đúng rồi, ai biết cũng sẽ nói như vậy thôi. Thật sự phải như vậy? Hãy giải thoát tất cả và đi tới đó, không ai nói con ngốc đâu. Con nghĩ đây là lý do vì sao người ta nói người chết thật đáng thương. Bởi vì người sống, họ vẫn phải sống. Con đã từng sống lặng thinh như đã chết đó thôi. Có lẽ người đó cũng biết. Và cậu ấy cũng sẽ chúc cho con hạnh phúc. Xin chào. Em chào chị. Nào vào nhà đi. À, còn tôi là em họ Ân Thù Linh đó. Chào em. Cháu hay vào trong phòng đi, đừng có làm ồn nữa. Cháu có làm ồn khi nào đâu chứ. Quế Trinh à, dẫn con bé lên lầu đi. Dạ. Mọi chuyện đã qua rồi, hãy quên mọi chuyện trong quá khứ đi nha cháu. Đó là điều hiển nhiên mà. Bởi vì đây là một đám cưới, có lẽ đã không thể nào tiến hành được. Dù tôi đã chấp nhận, nhưng mà nó chỉ được tổ chức đơn giản. Sao em lại nói như lời như vậy trong lúc này chứ? Em chỉ nói những gì cần nói thôi mà. Và có điều này tôi cần phải nói thêm đây. Bởi vì gia đình cô là gia đình có tiếng tăm, nên việc xem thường con rể là điều tôi không thể chấp nhận được. Ê, nè, giáo sư Hà là người như thế nào chứ? Khi em đồng ý, chúng chỉ vui mừng một chút thôi, đâu có giống như là loài nồng nọc. Chúng ta cần phải đề cập đến những vấn đề này mà. Và bởi vì cô là một người có giáo dục, cho nên việc dạy đời người lớn cũng không thể chấp nhận. Cô ấy không phải là người như vậy đâu mẹ. Này vẫn phải nói thôi. Còn dâu tôi chỉ cần làm một điều, khi tụi nó chết thì ít nhất cô cũng cần phải giả vờ chết nha. Ê, trời ơi, sao em lại nói chuyện chết ở đây chứ? Được rồi, em cứ nói đi. Và nhất là cô không được lên mặt với chồng cô. Em nghe rõ chưa? Đều là những lời dạy dỗ đó. Chỉ vì đó là một người chồng không thể sống thiếu cô, cho nên làm mọi việc theo ý mình thì không thể chấp nhận được. Cô hiểu chứ? Dạ. Hãy nói với mẹ cô nhanh chóng chọn ngày đám cưới đi. Đám cưới sẽ được bàn bạc cụ thể khi hai bên cha mẹ gặp nhau. Dạ, cháu biết rồi. Dạ, họ đối xử với cháu rất lịch sự. Vậy thì hay quá. Mẹ anh ấy muốn nhanh chóng được gặp mẹ. Con nghĩ bà ấy muốn nói chuyện về đám cưới với mẹ đó. Ừ, được rồi. Mẹ bầu trẻ. Dạ, thưa ba. Đàn anh sắp trở thành một thành viên trong gia đình của họ. Dù sao thì con cũng nên nghe theo ý của họ đi nghe. Dạ, con biết rồi. Phải gặp bà ấy một lần nữa, thật chẳng dễ dàng gì. Sao? Đã nói là sẽ không bao giờ nói chuyện này nữa nên em thấy ngại quá. Em cứ làm theo lời của ba, chỉ việc đồng ý những gì mà họ yêu cầu thôi. Với tính cách của em thì không thể biết trước được. Em đừng quên, em đang là mẹ của đứa con gái đó. Suy nghĩ của đàn ông và phụ nữ rất là khác nhau, không đơn giản đâu. Trông kỵ cả vào mình đó. Chỉ cần tới khi đàn anh kết hôn, chúng ta hãy kiềm chế một chút. Hãy làm như vậy đi. Ta nghĩ là nên nhuộm tóc đi. Không cần đâu bà cô.
Để như vậy tóc vẫn đen mà, bà cô nhuộm làm gì chứ? Ơi, đừng cố gắng an ủi bà cô già này mà. Dạ, chắc chắn là ta đã già rồi. Bà cô à? Hả? Bà cô có chú trợ lý đó. Quang Tú. Cháu nghĩ chú ấy là một kỳ tốt. Chú ấy luôn nghĩ cho bà cô đó. Đừng cố gắng ghép đôi chúng ta. Cháu cũng vậy thôi. Chúng ta thực sự chỉ là bạn thuần khiết thôi mà. Dạ. Em về nhà mà không thèm gây ra một tai nạn dù không năn nỉ anh, ít nhất cũng gọi cho anh chứ. Em đang nói chuyện với bà cô. Trời ơi, sao bà lại ở trong phòng của em mà không đi ngủ? Tôi có thể nghe được những gì cậu nói đó. Bà nghe sao? Tất nhiên rồi, cậu nói ầm ầm như vậy mà. Nói với bà là anh xin lỗi. Nói xin lỗi bà giùm anh đi, anh sẽ gọi lại sau. Tôi xin lỗi nhưng tôi sẽ ngủ ở phòng con bé tối nay. Em cúp máy đây. Quý bà này là chứng kích động của phụ nữ chưa chồng đó. Buổi tối các cháu không ngủ gì nói chuyện điện thoại phải không? Không phải đâu bà cô à. Ôi, ta cũng đã có rất nhiều kỷ niệm nhờ ngồi đây với một mái tóc bạc. Nè, bọn chúng sớm muộn gì rồi tóc cũng bạc thôi mà. Cháu có nghĩ chúng đang vui vẻ với tuần trăng mật không? Rồi sao đó, hai gã đó xông vào em hả? Không chỉ xông vào thôi đâu, còn có dao nữa. Thằng kia cũng có một con dao như vậy đó. Ê, vậy còn cảnh sát kia đang làm gì trong khi em đấu với hai gã đó chứ? Họ cũng đang chiến đấu với tên khác. Sau đó em bấy giờ chúng như Lý Tu Long vậy, nắm lấy cổ bọn chúng, xiết lấy thiệt là chặt luôn. Chặt cổ nó, hạ gục nó. Anh Mai Sơn nói thiệt không vậy? Thật may khi chị ấy kết thúc ở con số 34 đó. Kỳ trăng mật này cứ như là đi xem phim hành động vậy. Sống đau. Chà, thậm chí ngày biệt danh cũng thấy thật máu đó. Hắn ta thật sự là một tên găng tơ nổi tiếng đó. Sống đau và em đã đấu tay đồ với nhau nè. Đó anh biết không? Khổ lắm á. Nè nè, hắn ta thật sự mang hai con dao. Tất nhiên rồi, vậy mới gọi là sống đau chứ. Từ hai mắt cá chân, hai con dao phóng ra. Mắt cá chân hả? Tiếp theo dùng đầu em đánh như cầm của hắn. Máu mũi. Em đoán là họ đã ngủ sau khi dừng lại con số 100. Chắc vậy, cô ấy quả là một cô em dâu mạnh mẽ. Hai anh sắp về sau chuyến trăng mật nên con mới đến. Sao cậu không chuyển về đây ở rể luôn đi? Chắc mẹ muốn con ở đây phải không? Vậy phải sao đây? Con là con trai một nên con phải sống với ba mẹ con. Nhưng nếu mẹ muốn con đến ở rể thì con sẽ chăm chỉ tới đây. Không nên như vậy. Mới chỉ bắt đầu thôi. Đến nhà vợ sắp cưới thường xuyên quá thì người lớn không có thích đâu. Chú hai, ông kêu chú vào nhanh lên đi. Ông muốn chết nhất là một giáng trước khi mọi người về đó. Vậy à, chúng ta vào thôi. Ơi, trời ơi. Cậu ta có hay trêu trẻ đến như vậy không? Một người phụ nữ chỉ được phép vào phòng này khi mà họ kết hôn hay ly hôn thôi. Dạ, ta nghĩ ta biết thức ăn không ra ở đâu ra rồi. Tôi đoán là có người ở đây muốn chơi tôi bằng cách để không chén súp này đây. Mẹ à, sao mẹ nhìn con vậy? Tôi cũng đang tự hỏi mình tại sao đây.
Anh đã làm chuyện gì ngu xuẩn hay sao? Cháu lại bị nó cục nữa phải không cháu dâu? Lần sau mẹ hãy nói là anh đã làm việc gì sai à? Các cháu mệt rồi hãy đi nghỉ đi. Dạ thưa ông. Anh à, anh nghe ông nói rồi đó. Đang anh, sao Từ Khang lại như vậy chứ? Cậu ta đã cố hết sức đánh bại ông đến nỗi đổ cả mồ hôi hột luôn. Em cũng không biết tại sao anh ấy lại làm như vậy nữa. Mẹ cũng không biết là gián cờ hôm nay sẽ mất mấy tiếng nữa. Ý mẹ là hôm trước đã vậy rồi hả? Hôm đám cưới, gián cuối cùng kết thúc lúc 12 giờ đêm đó. Ta đã nói hôm nay các cô không phải làm việc đâu. Bà không cần dùng kính ngữ đâu bà. Đúng đó bà, nếu bà cứ dùng kính ngữ như vậy thì khó cho chúng cháu lắm. Vì các cô mới tới nên ta cũng chưa quen lắm. Nhưng nếu các cô thích thoải mái thì ta đồng ý. Các cháu có lẽ đã mệt sau một chuyến đi dài rồi, cứ đi vào đi. Chúng cháu không biết gì nhiều, mong bà hãy chỉ dạy thêm cho chúng cháu nha. Bà, chuẩn bị cho cháu bằng rượu. Bằng rượu à? Dạ, cháu phải dừng gián cờ trước khi ông Thu Từ Khang. Không phải nước này. Thưa ông, như vậy không được đâu. Ông không được đi lại, ông phải nhận thua thôi thưa ông. Trời ơi, xem những gì cậu ta đã làm kìa. Được rồi, vậy thì gián này ta chịu thua vậy. Ông à. Sao? Cháu muốn uống rượu với anh bạn này và anh trai à. Cháu không thể uống với anh trai à. Anh bạn này sắp là chồng của đàn anh, với cương vị là anh chúng cháu có điều muốn nói à. Cách nghĩ của cậu này thật sai lầm. Thắng người lớn thì tốt chỗ nào chứ. Ông và em đã tôn trọng tinh thần thi đấu thôi ạ. Thôi ngồi xuống đây đi. Nè. Của cậu đây. Cạn nha. Có nhiều trở ngại thật, nhưng chúc mừng cậu đã vượt qua. Dạ cảm ơn anh. Cho dù chuyện gì xảy ra đi nữa thì cũng phải nhún nhường đàn anh. Em cũng đang làm như vậy. Vậy thì tốt. Được rồi, đi thôi. Dạ. Tôi đã nói xong chuyện rồi, đi thôi. Đó là tất cả những gì anh đã nói sao? Còn chuyện gì nữa đâu. Anh đuổi em về ngay sau khi uống một ly à? Anh tôi và tôi đều là những tân lang. Vậy thì còn chuyện gì nói nữa chứ? Hả? Cô dâu của chúng tôi phải nghỉ sớm ngay khi cậu về. Nhanh lên đi. Đi. Nhanh lên thôi. Hả? Đi. Anh thật là ti tiện đó. Nếu cậu nghĩ tôi ti tiện thì cậu nhanh kết hôn đi ha. Dạ chào anh. Chú ạ, chương trình chưa kết thúc mà. Tối nay như vậy là đủ rồi. Cháu mau đi ngủ đi ha. Vậy cháu có thể mang tivi vào phòng cháu không chứ? Chỉ cần vào phòng thôi, đi vào đi. Mình có muốn đi xuống nước nóng không? Em phải ở nhà chuẩn bị đám cưới cho Từ Khang, thời gian đâu mà đi chứ. Đừng có khó chịu như vậy mà. Tại vì nó không có cơ hội nào cho nên nó mới tới đó thường xuyên không chịu về. Nếu có cơ hội chắc nó sẽ không về cái nhà này nữa đâu. Vì con trai của họ vừa trở về từ tuần trăng mật mà. Vì vậy Từ Khang nhà ta đến đó để chào hỏi một tiếng thôi. Từ Khang sẽ còn đến nhà nó thường xuyên hơn. Sao khi chúng lấy nhau cho mà coi. Thì chỉ có giáo sư Hà ở đó cho nên nó mới như vậy thôi. Nó sẽ không tới đó sau khi nó kết hôn. Sao nó phải đến nhà vợ chứ. Em thì lại nghĩ con trai của chúng ta sẽ khác đó. Em không cần quan tâm đến xin mê tình yêu của nó tức độ nào đâu. Dạ cậu đã về. Nói về sớm đó chứ. Trời ơi, có cần bực bội như vậy hay không?
chị cũng không ngủ được sao? Gọi là em dâu đi. Em dâu không ngủ được à? Chị không ngủ được, chị đang nghĩ tới ngày mai phải thức dậy lúc 5 giờ sáng để lo việc nhà đó. Em cũng vậy đó. Đã hơn 1 giờ rồi. Nếu bây giờ không ngủ chắc sẽ giờ không nổi. À, chờ chút. Cái gì vậy chị? Trụ sẽ giúp cho dễ ngủ hơn đó. Nếu chúng ta không dậy nổi thì sao? Chỉ cần uống một ly chúng ta sẽ ngủ như con nít thôi. Ôi trời. Thu Nga lại gác bà nữa à? Vì cái thói quen lúc ngủ của nó mà tuổi thọ của bà giảm đi đó. Chúng ta phải nói với cô ấy chứ. Cái gì ở đằng kia vậy? Trời, các cháu, sao các cháu lại ngủ ở đây? Nè, sao các chị lại ngủ ở đây? Ôi trời, nằm ngủ như vậy chắc chắn là cổ của cháu sẽ bị đau lắm đó. Chúng cháu sợ sáng sớm sẽ không thể dậy nổi để chuẩn bị bàn lễ, cho nên đã uống một ít rượu cho dễ ngủ. Vậy thôi mà. Chồng các cháu sẽ đánh thức các cháu vậy mà, sao phải khổ như vậy chứ. Thiệt là. Anh sẽ mua vài miếng thuốc dán khi đi làm về. Em không sao mà. Vợ của anh chắc là khó khăn lắm khi mới bắt đầu làm dâu. Cái từ vợ của anh nghe thật là dễ thương đó. Ấn mạnh lên, mạnh lên. Trời ơi, anh sẽ làm gãy lưng em đó. Trời ơi, em sao lại không nghĩ đến việc đặt báo thức. Sao lại ngủ gục ở trong nhà bếp như vậy chứ? Em sợ nó không kêu. Em có cần sống với một người chồng mà thậm chí không nhận ra vợ mình đã biến mất và ngủ vô tư như vậy hay không? Anh trai của anh cũng không biết mà. Bọn anh quá mệt sau khi kỳ nghỉ vừa rồi. Minh Anh và em thì chắc không đi à? Được rồi. Ba không đi làm sao? Ba đang làm gì đó? Ba ơi, ba cứ đang đập mẹ cháu kìa. Không phải như vậy đâu. Trời ơi. Có chuyện gì vậy? Điên mất rồi. Để làm vậy mùi vị của mỗi loại mà không cần dùng quá nhiều nước sốt, cháu nên xếp chúng thành từng lớp như vậy nè, như vậy, lần lượt như vậy nè. Mặc dù chúng ta có lẽ sẽ không thể quên những gì đã nói, nhưng mà khi các con của chúng ta kết hôn á, chúng ta phải cố gắng quên đi những suy nghĩ không hay. Tôi đồng ý. Tôi không có ý bắt buộc gì cả, nhưng mà đám cưới á, là phụ nữ được gả vào nhà chồng, cho nên tôi sẽ nói với chị những suy nghĩ của tôi. Xin cứ nói. Tôi hiểu là gia đình của chị luôn làm đám cưới theo truyền thống, nhưng mà tôi không muốn như vậy đâu. Bởi vì mọi người đều biết giáo sư Hà đã kết hôn tới lần thứ hai, cho nên tôi không muốn tin đồn lan xa như vậy. Ý chị là sao? Đám cưới đầu tiên của cô ấy chắc là đám cưới truyền thống. Điều đó không phải có nghĩa là quan khách sẽ bàn tán chuyện đó sao? Chúng tôi không đòi hỏi một đám cưới truyền thống. Chúng tôi biết yêu cầu của chị. Chúng tôi sẽ làm theo ý của chị. Và đây,
là những món hồi môn mà cô ấy phải chuẩn bị cho gia đình chồng. Sao? Chồng tôi không có nhiều họ hàng, nhưng mà tôi có cả một đại gia đình đó. Cho nên tôi không muốn bị mất mặt với họ đâu. Mặc dù đây không phải là những thứ to lớn và quý báu gì cả, nhưng mà tôi muốn tất cả mọi người đều phải ghi nhớ. Tôi đã ghi tất cả ở trong đó rồi. Tôi đã sắp xếp chúng thành những nhóm khác nhau rồi, cho nên không khó để chuẩn bị, phải không? Vậy thì tôi phải đi đây. Tôi cần phải chuẩn bị bữa tối cho chồng và giáo sư Hà đến chơi đó, cho nên phải dậy sớm. Mời cháu đến đây là vì ta có điều muốn nói. Vì chúng ta sẽ trở thành một gia đình. Chúng ta đều sắp trở thành người một nhà rồi, có phải vậy không? Dạ. Đó là lý do vì sao cháu có biết cuốn gia phả nhà cháu đang giữ không? Ta có thể có nó, có được không? Ba,